Đây là độ vang của S1115 và đó là âm thanh của chiếc loa. Xin chào cả nhà, tiếp tục đến với kênh của Audio Vietnam Store. Trước mặt mọi người đây là hai mẫu loa của thương hiệu Sonder. Ở bên tay trái là mẫu loa Sonder S1314, bên tay phải là mẫu loa S1115. Hai mẫu loa này nó có cùng công suất với nhau, từ cấu hình loa nè, công suất nè, dung lượng pin nè và mạch công suất gần như là tất cả đều như nhau. Nó chỉ khác nhau ở cái phần ngoại hình và cái bảng điều khiển ở trên hai chiếc loa này thôi. Có rất là nhiều anh em phân vân về hai mẫu loa này, không biết chọn mẫu loa nào để cho phù hợp với nhu cầu của mọi người. Thì đó cũng là lý do mà hôm nay em ngồi lại đây để làm cái video này cho tất cả mọi người cùng tham khảo qua hai chiếc loa này có gì khác nhau ngoài cấu hình loa, dung lượng pin và công suất. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là chiếc S15 và S1314 có hai ngoại hình khác nhau, là đó là điều đương nhiên đúng cả nhà. Thì trên chiếc S15 á, nó sẽ được nhà sản xuất bố trí thêm phần tay sắt như thế này, để chúng ta khi chúng ta di chuyển chúng ta chỉ cần sắt như thế này mà không cần phải thắt thêm sợi dây đeo. Còn mọi người muốn thắt thêm sợi dây đeo để chúng ta có thể di chuyển dễ hơn bằng cách đeo lên trên người như thế này đó, thì chúng ta có thể thắt vào ha. Trên chiếc S1314 thì không có phần tay cầm như thế này, nhưng họ cũng đã có bố trí thêm sợi dây sắt giống như là chiếc S15 cả nhà ha. Đó. Ngược lại thì trên chiếc S1314 cả nhà, nó sẽ có cái điểm như là bảng điều khiển của nó sẽ là những cái nút vặn, những cái nút vặn để chúng ta điều chỉnh. Ở bên dưới cũng có một hàng nút bấm như thế này cả nhà mình ha. Cả nhà mình xem. Còn bên chiếc loa Sonder S1115 thì nhà sản xuất họ đã bố trí cái bảng điều khiển là dạng nút bấm ha. Điểm khác nhau của hai chiếc loa này nữa đó là một cái điểm mà chúng ta thấy rất là rõ, đó chính là đèn LED RGB ha. Ở trên chiếc loa S1115 thì sẽ có LED RGB ở trên gần bảng điều khiển và hai bên hông để lộ ra hai màn loa cộng hưởng, và ở trên cái màn loa cộng hưởng đều có LED RGB, những cái nhạc rất là đẹp mọi người mình ha. Còn trên chiếc loa Sonder S1314 cũng có bố trí hai loa cộng hưởng, nhưng được bố trí hai loa cộng hưởng ở phía sau và ở bên ngoài được bao phủ một lớp encan bằng kim loại bảo vệ rất là chắc chắn mọi người mình ha. Tiếp đến thì hai cái bảng điều khiển ở trên hai chiếc loa này nó hoàn toàn khác nhau, nhưng phím chức năng của nó thì gần như là giống nhau, không có điểm gì khác nhau hết nha cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước đến cái phần những cổng kết nối của hai chiếc loa này ha. Trên chiếc loa S1115 thì có đầy đủ tất cả các cổng kết nối như là những video mà em đã làm review chiếc loa này rồi. Thì hai chiếc loa này nó khác nhau về cổng kết nối như thế nào thì em sẽ nói rõ ở chỗ này luôn ha. Trên chiếc loa S1115 là đầu tiên có cổng micro có dây nè, kế tiếp là cổng tai nghe nè, cổng này cũng là cổng kiểm âm nè, để trong phiên live ha. Kế tiếp là cổng AUX, kế tiếp là cổng USB, kế tiếp là cổng thẻ nhớ, kế tiếp là cổng sạc Type-C. Đó, thì ở trên chiếc loa S1314 cũng như thế luôn. Nhưng trên chiếc loa S1314 kim thêm một cổng nữa rồi, đó chính là cổng guitar. Cổng này là cổng nhạc cụ để chúng ta có thể dùng nó để chơi guitar điện nè, hoặc là chơi những nhạc cụ mà chúng ta có thể kết nối vào cổng này ha. Đó, trên chiếc loa S1314 sẽ có cổng này, còn trên chiếc loa S15 sẽ không có cổng nhạc cụ ha mọi người ha. Thì kế tiếp sẽ là đến cái phần micro của hai chiếc loa này ha. Micro của hai chiếc loa này thì hoàn toàn giống như nhau, không có điểm gì khác nhau hết nha cả nhà. Hoàn toàn giống như nhau luôn, không có gì khác nhau luôn. Đó, đây là micro ha, bằng kim loại ha, cũng thích hợp pin sạc đầy đủ ở cả nhà mình ha. Cũng là micro phân loại nhưng mà là màu xanh và màu cam mọi người mình ha. Nó không có gì điểm gì khác nhau. Rồi, kế tiếp là cái phần remote của hai chiếc loa này. Hai chiếc loa này nó có hai cái remote gần như là giống nhau, hoàn toàn giống nhau luôn cả nhà mình ha. Remote giống nhau luôn ha. Đó, và tất cả các phím chức năng trên remote này cũng như nhau luôn, không khác gì luôn ha. Và đây là chiếc túi của hai chiếc loa Sonder S1314 và S115, thì túi thì nó cũng như nhau, nó không có gì khác nhau cả nhà mọi người ha. Và đó cũng là những cái kết cấu như là ngoại hình hay là micro hay là remote hay là những cái phím chức năng ở bên ngoài, thì cả nhà mình có thể tham khảo qua cái phần này rồi ha. Và cái phần quan trọng nhất vẫn là cái chất âm. Thì khi mà hai chiếc loa này nó đứng cạnh bên nhau, nó sẽ có chất âm khác nhau hoặc là giống nhau như thế nào, hoặc là cái phần karaoke nó sẽ có cái phần tương đồng hoặc là nó phần giống nhau khác nhau như thế nào á, thì cả nhà mình tiếp tục xem video này nha. Bây giờ mình sẽ thử độ vang và cái âm thanh của micro S115 và S1314 nha cả nhà. Đầu tiên sẽ là S1115 ha cả nhà mình ha. 1 2 3 4 5. Đây là độ vang của S1115 và đó là âm thanh của chiếc loa S1115. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua S1314 nha cả nhà. Lượt 1 2 3 4 5. 1 2 3. Đây là độ vang và âm thanh của chiếc loa Sonder S1314. Wow, hai chiếc loa thật sự rất là hay mọi người, rất là hay. 1 2 3. 1 2 3.
Không chiếc loa nào chịu thua chiếc loa nào đâu cả nhà. Hai chiếc rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước đến cái phần mà test âm thanh trên hai chiếc loa này ha. Đầu tiên sẽ là âm thanh của S1314 nha cả nhà. Nhưng mà nếu mà nghe kỹ một tí á, anh em mình cảm nhận kỹ một tí á, thì anh em mình sẽ cảm nhận được là chiếc loa Shure S1115 này cái âm thanh nó có vẻ sáng hơn một tí nha. 9-10 với nhau ấy, ví dụ như con này 9 thì con này 10 về cái độ âm thanh mà nó có cái âm cao nhiều á, nó sáng tiếng á, thì con này nó có vẻ là hỗ trợ sáng tiếng hơn một tí, còn con này nó cân bằng hơn một tí, đúng không cả nhà? Đó, về chất âm của hai chiếc loa này trên micro á, thì anh em mình cũng có thể cảm nhận được là nếu như chúng ta tăng chỉnh độ vang trên chiếc loa S115 này á, bằng remote chúng ta có thể tăng chỉnh cho nó sâu hơn nữa. Là độ vang của S115 này nó còn có thể sâu hơn nữa nếu so sánh với S1314. Trên cơ bản nha, trên con S1314 nha, là em đã thấy độ vang nó đã rất là chuẩn rồi, nó rất là sâu rồi. Nhưng S115 này chúng ta có thể điều chỉnh được cho nó sâu hơn nữa mọi người ơi, sâu hơn nữa, thật sự rất là đỉnh luôn. Nếu mà nói để tìm được cái điểm nào mà để chê hoặc khen hai chiếc loa này thì thật sự mà nói là em chưa tìm được cả nhà mình ơi. Theo cá nhân mình nhận xét á, thì trong phân khúc giá trên 3 triệu đồng á, thì hai chiếc loa này đáp ứng đủ nhu cầu của tất cả anh em, nó có đầy đủ tất cả các chức năng và dung lượng pin và thời gian chơi nhạc của nó cũng khá là cao, nên là trong cái tầm giá trên 3 triệu thì hai chiếc loa này rất là phù hợp cho tất cả anh em mình có nhu cầu như là đi du lịch nè, dã ngoại, cắm trại, hoặc là những cái mẫu loa nhỏ gọn di động để chúng ta có thể dễ dàng mang đi, thì chúng ta đừng quên Shure S1314 và Shure S1115 nha cả nhà. Nói đến đây thì chắc có thể là cả nhà mình đã tìm ra được câu trả lời là cả nhà mình có thể chọn được mẫu loa nào đúng với cái nhu cầu của bản thân mình ha. Shure S115, Shure S1314 có mặt tại Audio Vietnam Store. Anh em mình chọn Audio Vietnam Store để đặt hàng hoặc là mua tại cửa hàng. Bên em nhận vận chuyển toàn quốc, anh em mình ở đâu em cũng giao tận nơi cho cả nhà mình nha. Cả nhà mình cứ yên tâm nha cả nhà.